cái em ăn cả thế giới luôn. Đặc biệt là ăn anh. Thì hôm ấy được. Ăn anh này thôi, ăn anh đông rồi này. Đấy. Em ơi, thế nếu mà anh mượn là tay thì sao? Anh cũng chưa có nghỉ. Hôm nay đi này là vừa say nắng này. Say anh. Vừa say anh luôn. Bây giờ anh em mình sẽ thiết kế trộn cái hỗn hợp nước sốt này để tẩm ướp vào cá để nướng nhá. Cái nước sốt này thì nó bao gồm có sa tế mọi người này, một lọ sa tế, trong sa tế nó có gồm có cả sả rồi và đa phần là ớt và một chút mỡ bên trong cái thành phần của sa tế rồi. Ngoài ra thì anh em mình có chuẩn bị thêm là ớt tươi này, củ sả tươi này, hành khô, hành tươi và một chút giềng mọi người nhá. Để tẩm ướp vào và sẽ ướp với chú cá rô phi này. Đấy, bây giờ trộn đều lên. Các anh nhìn thấy màu hấp dẫn dần chưa? Có. Anh nhìn thấy em đã thèm. Đấy, là sau cái hỗn hợp mà gia vị để tẩm ướp cá rồi thì em anh sẽ đi thân ướp cá này nhá. Món này gọi tắt là cá nướng sa tế của anh ạ. Bởi vì gia vị chủ yếu của anh em mình là cái lọ sa tế đó. Mình cho một lọ rưỡi đó. Chú cá rô phi này khá là to. Anh có thể đoán được cái trọng lượng của chú cá này không? Có. Bia thì không bố bây giờ. Tầm bao nhiêu? 4 cân. À, 4 cân à? Xít chúng, xít chúng. Có 2 cân 3 thôi. Hành thái luôn nhé. Bây giờ mình em anh thì thiết kế món cá nướng rồi mọi người ạ. Mình cho em anh ngồi nghỉ một chút, mình sẽ thực hiện cái món cá hấp này mọi người nhá. Cá hấp này mình cũng xẻ tương tự như cá nướng thôi. Đây Long đang làm món cá hấp nha các bạn. Làm cái món cá hấp. Anh có hay làm món cá hấp cá nướng này không em? Em không. À, hôm nay anh cũng không nấu ăn ngon đâu, nhưng mà hôm nay anh cứ dở vời anh biết nấu ăn nhá. Đây là làm một cá nhảy trong ấy nhá, trong cá này to này không nhảy được đâu anh ạ. Cá này làm im thít luôn. Cá này cá lăm ru luôn. Cá nhảy đẹp đẹp thế không à? Đó. Đẹp không? Con này nó hơi ngắn mọi người ạ, nó là to tí nữa thì khá là ok đấy. Yên tâm đi, tay em rất là sạch anh Triều ạ. À? Vệ sinh, vệ siếc. Chỗ này được. An toàn lắm. Anh Triều ơi, lấy ấy về, cái gì nhỉ? Lấy lá về làm quạt cái. Ở trên anh ấy thôi. Không anh ơi. Không, đang nóng. À, đâu ơi, trong một quạt này. Tỉnh quạt gì nó vào thổi người được. Thế một lát mình cho lên trên kia mình ấy sau. Thế thổi người được. Rồi ok rồi mọi người ơi. Đây là một chú cá để nướng và chú cá này sẽ hấp nhá. Không sợ đâu. Chỉ cần em quay sang. Rồi ok. Đây, món này món cá hấp tới mọi người. Và hấp dẫn chưa? Bây giờ anh em mình sẽ đặt lên cái fan của anh Triều vừa thiết kế này nhá. Đấy mọi người ạ. Mình phải xẻ ra như này. Thì thứ nhất là nó đẹp mắt và thứ hai là nó sẽ thành vòng tròn như này mọi người này. Thì nó sẽ không bị chạm đầu và chạm đuôi vào cái thành này nhá mọi người nhá. Sẽ nó không cháy cái con cá này. Đó. Cái phên này thì đan khá là dày rồi nên là tha hồ có thể để được xuống một chút. Ok mọi người ạ, mình bây giờ mình sẽ hấp bia nhá. Cửa dưới này thì không có một chút nước nào đâu mọi người nhá.
thì là chỉ cho hai lon bia thôi, sẽ đổ thẳng vào chú cá ấy luôn. Cái này các em không biết là có ăn được cay và hấp bia như này liệu có say không? Say lắm anh ạ. Say các anh rồi. Say gì vài lon bia này. Nếu say được em là chính luôn. À, nóng đúng không anh? Hôm nay các anh em mình giảm mất mấy cân mỡ mất. Em gầy nên em không muốn giảm. Ra làm gì? Anh thì quá gầy rồi. Rồi một lát nữa thì xe món ăn ẩm thực rất là ngon em ạ. Em xe ăn bù lại lấy sức nhá. Mình xin nhắc lại tên cho các bạn nhớ nha, không xem video không thể nhớ được này. Bên này là Oanh này, Nguyệt này và bên kia là Ngọc Anh. Sau đợt quay này anh nghĩ là máy của anh cháy mất, em biết tại sao. Tại vì em xấu quá. Không phải đâu, cái máy anh nó là máy không xịn nên nó không đủ độ phân tích vẻ đẹp của mấy đứa này. Ba đứa biết tại sao ba đứa ấy không? Có. À, bởi vì vì xinh quá. Vì là quá xấu. Người ta bảo thiên thần thì làm gì biết yêu. Đúng không? Phù thủy cũng không có anh ạ. Áo cũng giống giống ấy. Cầm cái quạt nó khá giống phù thủy đấy. Em ơi, thế nếu mà anh mượn là tay thì sao? Anh cũng chưa có nghỉ. Hôm nay đi này là vừa say nắng này. Say anh. Vừa say anh luôn. Vừa về lông em nhiều lắm. Lông tay ấy, chứ không phải lông gì đâu nhá. Càng nhiều lông càng trung tình mà. Đúng rồi, em trung tình. Càng nhiều lông này càng trung tình tuyệt đối. Trung tình, tay anh cũng nhiều lông cho nên là. Mày nào thì hay nhỉ. Xin giới thiệu với các bạn, đây là một bầy khỉ đang giới thiệu lông. Đang đọ lông. Đang đọ lông. Đó, xem lâu ai dài hơn. Xem ai trung tình hơn đúng không? Người ta bảo cái gì nhiều cũng có thể thành tài sản của mình ạ. Lông nhiều cũng là một cái tài sản gì đó. Ví dụ lông gà, lông vịt người ta bán được mà đúng không em? Lúc nào mà lông người chắc không bán được. Tóc bán được mà. Em thành tỉ phú rồi. Em cứ lui đi em ạ. Mấy nữa anh gom. Gom lại xong rồi anh cân cho. Cái Nguyệt này quen lắm nhé. Thật đấy, quen đấy. Trong ảnh hình như là con dâu tương lai của mẹ Đông hay sao ấy. Nhìn giống lắm. Giống con dâu của mẹ Đông lắm. Đi cùng đội này một buổi chiều anh phát hiện ra một điều là các em rất thích lên rừng. Bởi vì là dân đồi nuôi sống con người đây mà mọi người. Đấy nên là đồi nó gần như là một cái gì đó quá thân thuộc đối với các em của người dân tộc Dao Trắng rồi mọi người ạ. Anh em tiếp tục đi chặt cái lá cọ này để giải ra để ngồi ăn uống thôi. Cái đồ của anh em mình làm cũng chín được khoảng cỡ 90% rồi. Wow, bây giờ anh sẽ mở nồi cá ra cá hấp. Liệu chín cho em, thơm không? Wow, thơm lắm mọi người ơi. Anh định chế tạo một cái món gì đây em? Em định làm đũa. Làm đũa. Đấy, nó cứ lần thần thì sáng chế ra nhiều cái hay phết nhỉ.
Các cô gái bản ở đây thì thạo đi rừng lắm, hầu như là nhà nào cũng có một cái cánh đồi đúng không anh? Vâng. Anh nhà em có mấy hết à? Chục hết nào? Khoảng 1.000 hết à? Đấy nhá, ui thôi đại gia đây rồi, đại gia phố núi đi rồi, tiểu thư phố núi đi rồi. Đồ ăn của anh em mình đã chín rồi mọi người ạ. Hôm nay sản phẩm của anh em mình là một chú cá chép hấp và một chú cá rô phi nướng mọi người nhá. Và anh em mình sẽ dùng bữa bây giờ. Xin mời tất cả bạn hãy dùng bữa của anh em mình nhá. Và hãy nhớ ủng hộ anh em mình bằng cách đăng ký kênh cũng như nhấn chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người. Chào mọi người. Ôi mời đi, mời mọi người. Ôi mời mọi người. Ba ơi làm ba cầm chú ơi, chú ngồi ăn với bọn con ạ. Ba cầm lao đã. Chú lên rừng à? Chưa kịp toàn. Còn người thì ăn bằng đũa các bạn ạ, còn mình thì cứ chơi bằng tay thôi cho nó dân dã. Nhạt nữa. Nhạt được chấm à. Ăn chú. Ê, ăn đi. Ngồi, ba ơi, bác làm lon bia giải khát bác ơi. Không chơi nhá. Vâng. Chú làm một hớp với bọn con. Làm một. Vâng. Bác ngồi đây luôn bác ơi. Đây là phụ huynh của bạn Nguyệt đào đen đây mọi người. Đây là anh em mình cái này mức thì anh tưởng anh gửi cho mọi người. Chú lên rừng chắc là để chặt củi. Tuyệt vời luôn. Anh Triều ơi, mọi người cho em mời tất cả mọi người một chút bia. Hôm nay cũng rất là vinh dự về anh em cũng liềm chung đam mê làm YouTube mọi người ạ. Thì xin cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn bác Triều chủ nhà đã sắp xếp cho tất cả các em và bọn em nữa để giao lưu với nhau. Rồi, cảm ơn. Chúc tất cả mọi người sức khỏe nhá. Rồi đi em mình rôm cái đi nào. 2 3 uống. Hơi yếu nha. Rồi yếu phải uống khỏe nhá. Này được cơm. Nguyệt thích ăn cá hấp hơn hay cá nướng hơn Nguyệt? Em như được anh gì đâu. Hay là em thích như nhau. Em ăn cái gì? À vậy. Cái em ăn cả thế giới luôn. Đặc biệt là ăn anh. Ấy thôi. Ăn anh này thôi, ăn anh đông rồi này. Đấy, hôm nay mình gắn ghép thành công rồi mọi người ạ. Mấy thằng em đông này đi cùng mình rất là lâu ngày rồi. Hôm nay mãi mới gắn ghép được. Xin giới thiệu với các bạn, đây là người yêu mình, Nguyệt nhá. Nguyệt. Em đây cả nhóm anh em mình đi đây. 2 4 2 4 6 7 cả mình nữa 8. Ôi, hôm nay em đi số đẹp nhỉ? 8 phát phát luôn đấy. Phát lộc. Bắc Giang. Ba cú đây. Bia người giao mình gọi bia là cái gì? Cũng là bia thôi. Cũng là bia thôi. Bởi vì là cái ngày xưa các cụ khai sinh ra cái tiếng của người giao thì lúc đấy chưa xuất đi bia nhỉ. Đúng rồi. Nên là phải theo người kinh gọi là bia. Cái đây là gọi, nếu mà tiếng giao gọi là sờ bia các bạn ạ. Sờ bia nhá. Sờ bia. Đây rồi. Đâu, đâu đây ạ? Đây, đâu, đâu, đâu ở đây mà. Tí nữa anh đi taxi về. Cho mày đi thôi. Đấy. Thuê hẳn một xe công nông về. Có gì? Tí nữa anh em muốn người bọn mình sắp sập rồi mọi người. Cho 50 về. Của anh ấy vẫn vững vàng tay lái lắm. Về gì? Ờ, mọi người ăn đi, mọi người ăn đi. Ăn cho hết đi. Video. Không nhìn thấy cái biểu tượng video đây à. Thôi mình xin phép mọi người em mình đứng dậy đây. Em đứng dậy đây. Để uống luôn nha, để em rót cái kim nó. Alo. Alo. Ồ, anh em mình cũng lo bánh chén xong rồi mọi người ơi. Đây là cái khu mà vực mà người dân đi lại rất nhiều, là anh em mình sẽ dọn dẹp đầy đủ những cái đồ dùng cá nhân mà không thể phân hủy được, anh em mình sẽ mang về nhà nhá. Ví dụ như lon bia, túi bóng. Còn những cái tàu lá các thứ này là phân hủy được thì anh em mình sẽ để gọn vào một góc. Và đây là phái đoàn của anh em mình sẽ di chuyển về thôi. Chào mọi người thì lâu rồi nhưng mình muốn ghi một cái thước phim nó đầy đủ tất cả cho mọi người xem nhá.